Trời còn nắng hồi đi ra coi. Kiểu này vô thôi gì. Ây dạ. Hồi xưa thì nó không cho vào thì là mình có cái lối đi thẳng kia chứ. Đi thẳng xuống thì mình gọi chủ nhà nào thì người ta mang thuyền ra đón. Nhưng mà nếu mà cái đường này mai mốt sẽ phải làm sang thứ nào chứ, kiểu này nhỏ quá hả? Cái này chỉ có xe 7 chỗ với xe 16 chỗ vào thôi. Chứ còn xe to thì đỗ hết ngoài vườn.
buồn hay là vui, tại có nhiều cái bản người ta vui nữa, người ta ca hát nữa. Bây giờ nó cũng không dễ sợ. Người ta cứ uống rượu say hò hát thì người ta không như kiểu như đám ma, khóc lóc cũng sợ lên rồi. Nhưng người mình được kinh nghiệm nhé, đám ma là lúc đầu là lúc nào cũng nghe thì nhiều hơn. Bởi nghe vậy còn không biết mình đám ma mấy này nhiều khi thấy còn vui hơn nữa. Thấy người ta bình tĩnh thôi. Có loại 10 đồng, 5 đồng tùy. Tại mật ong của người ta nuôi không mà ông nó nuôi xong nó bỏ cho nó chạy đi lấy mấy cái bông mấy đồ gì đó. Nó cũng đủ giá, một lít có loại 1 lít, 3-4 đồng, 5 đồng cũng có, 10 đồng cũng có, 1 lít cả mấy chục đồng cũng có nữa.
gì ở đâu? Cái biển Trúc về Sapa, tôi kêu điện thoại rồi. Nè, hãy nói nè. Ở có một cái ở cái ông đó, ở Sơn La, có Điện Biên, nó tên là Hoa Bang, nó có một cái tiệm mà nó mỗi năm nó đi vô dưới đi xuống dưới trong lô á, trong hầm á, gặp ở trong hầm cái người xa người thôi, nó đi lấy mật ong ở trên núi. Không, bây giờ em nói tại toàn bộ Sapa, là toàn bộ là giờ mật ong gần như là không có mật ong rừng nữa đâu. Không có. Gà đồi không có anh Tài. Gà đồi mình ăn trong hầm rồng cũng phải gà đồi thiệt nữa nè. Em nó nói chỉ có gà ta nuôi thôi. Gà xuôi người ta mang lên đấy, gà ở dưới Lào Cai hoặc Phú Lu Bảo Thắng ấy. Thành gà đồi. Xuống suối à, 30.000 người. Có buổi buổi chiều sau 4 giờ. Ở dân Hà Nội lên Sa Pa cũng bảo là mình đi vô đen hôm bữa giờ đen quá tiền. Tôi cũng muốn đó, mấy người thích ăn gà sáng sớm là đến trước 8 giờ chưa có mở cửa, là sau 4 giờ đóng cửa. Thực ra là em ở trên Sa Pa. Nhưng mà tại mình không mua, đâu phải mình không muốn mua, mà tại mình tới 5-6 giờ chiều đóng cửa. Cả gà hôm nay mình vào đập trước cái hồ con gà đen đấy. Không đâu ai lấy tiền đâu. Đúng rồi. 5-6 lần rồi. Sao không mua vé nhưng thực ra thì chẳng ai kiểu nó chẳng có khách, người ta chả muốn bán nữa. Còn những cái gà ở Sa Pa, gà đen đấy, cái hồ này bây giờ thì thấy ra hàng quán nó bày giống ấy, gà Trung Quốc đang sản nó khoảng những con lấy đầu ra gà đen đấy, mình nghĩ là đúng ra gà đen nó bày ăn dân nó kiếm. Nhưng bây giờ viết vào cái lý do là nó bán vé để phục vụ rừng biết ở rừng ra tiệm nào cũng có bán, đúng rồi, tiệm nào có. Thấy da màu đen là tưởng gà được con gà đó. Thuốc. Ngày mai là mình đi cái này là đây là chỉ một góc thôi, nó còn xa tí bên kia nữa cơ. Bự thiệt chứ, hồ bự ghê. Đẹp, ở trên này nhìn xuống cũng đẹp ghê ha. Mai mình cần cái đi cả thác Đầu Đặng nhé. Đây là cái này nó không xây cái gì giọt giống kiểu trên thác Đầu Dốc này. Nhưng mà giọt qua bởi đấy, nhưng ở trong này là không có khách. Nó đấy nó cũng gần tương tự với chúng ta. Cái gì giọt người ta xây trong ở trong nó cũng nước lộ thất nó cũng kiểu dạng kém nữa. Không có người chăm sóc. Bự quá trời luôn. Vâng. Ý là trong này nó còn vườn quốc gia nó cũng xây gì giọt. Mà bữa chứ coi tivi có thấy quay bự. Thank you.
chặn barrier, có nghĩa là không cho ô tô vào bản, để nó kiểu dạng nó không cho khách khứa vào bản ngủ ấy. Rồi sao thì phải ngủ khách sạn thôi hả? Đấy thì phải ngủ ở ngoài vườn quốc gia đấy. Ôi cho cái đường này xong mà nó cũng dễ sợ vậy. Ôi đường này chả lắm. Đường gì mà ghê quá vậy? Không có hai cái hộ. Đường này ghê quá. Ôi rồi khách vô đi bằng kiểu nào cũng đi kiểu này vô thôi gì. Dạ. Còn hồi xưa thì nó không cho vào thì là mình có cái lối đi thẳng kia chị. Đi thẳng xuống thì mình gọi chủ nhà nào thì người ta mang thuyền ra đón. Nhưng mà nếu mà cái đường này mai mốt sẽ phải làm sao kiểu nào chứ kiểu này nhỏ quá hả? Cái này chỉ có xe 7 chỗ với xe 16 chỗ vào thôi. Còn xe to thì đỗ hết ngoài vườn. Cái này có một đoạn này mà chị. Không đoạn này thôi. Vâng, 3-4